Mình không biết là các bạn đã trải qua những cái cảm giác này chưa. Tuy nhiên thì khi mà mình cãi nhau với cả người yêu ấy thì nó sẽ như thế này này. Đang căng rồi. Nghe trung lượng này. Có cái lúc ấy mà xem phim mà đến đoạn cao trào ấy thì cứ 10 giây nó lại loát lại một lần. Ui. Bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Ốp. Đang căng mà. Còn khi mà các bạn có cái việc gấp nào mà các bạn gửi tài liệu cho sếp ấy thì nó sẽ như thế này. Vâng, alo anh à? Vâng, em gửi ngay đây. Vâng, anh đợi một tí nhá. Vâng, em gửi luôn ạ. Alo, anh nhận được tài liệu chưa anh? Nên em gửi rồi mà. Nhưng mà em vừa gửi rồi anh. Thật, em nói thật đấy anh, em không gửi được đâu. Thế thì trong những cái trường hợp như thế thì các bạn sẽ giải quyết như thế nào? Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giải pháp. Đó chính là SIM KINH CÔNG, SIM KINH CÔNG, SIM KINH CÔNG. Thế thì với chiếc SIM KINH CÔNG này thì các bạn sẽ có 1.500 phút gọi miễn phí. Và đi kèm với nó chính là 30GB lưu lượng dùng mỗi tháng. Nghĩa là các bạn sẽ được tặng mỗi ngày 1GB. Tính ra thì thoải mái lướt web cũng như xem phim luôn. Và cái điều hay ho là đối với cái loạt ưu đãi khủng như vậy là giá SIM chỉ có 100.000. Thế thì để mà sử dụng những cái loạt ưu đãi khủng như thế thì các bạn cần phải làm gì? Và ngay sau đây thì mình sẽ thử vào chiếc S8 của mình để hướng dẫn các bạn nhé. Ok, cái bước đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là ra ngay hệ thống cửa hàng của Cellphonet để mua một chiếc SIM KINH CÔNG với giá là 100.000. Và bước thứ hai là các bạn sẽ phải nhập một cái code là SAO683 thăng. Và sau khi mà các bạn đã kích hoạt xong rồi thì mình có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn là khi mà các bạn đăng ký cái tháng đầu tiên thì cái tháng đấy nó sẽ là miễn phí. Còn bắt đầu từ tháng thứ hai thì cái cước sẽ được tính tự động là 50.000 một tháng. Có rất là nhiều những cái lợi ích cũng như là giá trị thì nó vẫn còn đó một cái khuyết điểm. Đó chính là mạng Vietnam Mobile thì nó sẽ không phủ sóng được trên toàn quốc. Tuy nhiên thì đối với những thành phố lớn ví dụ như là Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng thì dùng rất là ok. Còn nếu như mà bạn nào mà có những cái chuyến du lịch đi chơi xa hay là có những cái chuyến công tác thì các bạn có thể cân nhắc những lựa chọn khác. Tuy nhiên thì theo mình nghĩ thì một cái khuyết điểm đấy đổi lại cho các bạn được rất là nhiều những cái ưu điểm. Ví dụ như là các bạn sẽ được 1.500 phút gọi mỗi tháng này, hay là 30GB dung lượng 3G thoải mái lướt web cũng như là xem phim này. Thế thì các bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến ngay cửa hàng của Cellphonet. Và đừng quên là ấn like, share cũng như subscribe YouTube của channel nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.